Dạ hello, em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào toàn thể tất cả các cô chú anh chị nha. Em vừa về con Chevrolet Captiva nè, xe này siêu cọp luôn nha cô chú anh chị. Chắc đâu đó tìm được chắc không tới chiếc thứ ba đâu. Bần xe nó bộ áo màu đen, sân rin phủ lên tới 75%, cản trước có sân dập, thùng mình vẫn còn chất sân rin anh chị nha. Đời 2008 máy 2.4, dòng xe bản đủ ghế chính điện, hai cụm đèn nguyên bản của nhà sản xuất nè, mới lên keng luôn, biểu tượng của Chevrolet. Chevrolet là một dòng xe đẳng cấp pro của Mỹ luôn. Cản trước nè, đẹp như nhau, đây là nước sơn dập của cản trước, đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi. Hai cụm đèn anh chị ạ, hai cụm đèn nguyên rin nhá. Dòng này sẽ kết hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu, đăng kiểm tháng 7 năm 2021, chất sơn rin còn. Đây là chất ron rin của kính, là không có dưới đâm ve đâu, kính rin nha. Đăng kiểm là còn khá là cao, bốn vỏ tương đối là khá mới. Đây anh chị vỏ nè, vỏ này còn được 70%. Dòng này có trang bị ABS chống bó cuốn phanh, mâm cây nguyên bản biểu tượng của Chevrolet. Đây là phần gầm nè, anh chị coi phần nhựa ở dưới gầm nó còn nguyên thủy như thế này, đẹp chưa. Xe này quá đẳng cấp rồi. Kết hợp là bề gác chân đầy đủ tính năng trên chiếc xe này nè. Áo bề gác chân, nước sơn nè, đẹp chưa, nước sơn rin nè anh chị nè, chất sơn rin nè, ống ánh nè. Trần Anh gọi là đây là sơn ánh kim nhá. Tay nắm đây trang bị ốp inox hết toàn bộ. Nói chung là một mẫu xe không đâm pha nha. Vỏ có được 70% nha. Mâm nè, 4 tấn đĩa ABS luôn. Đây là phần gầm, 4 cánh cửa dán phim cách nhiệt hết toàn bộ rồi. Form mới, đời 2008, 2 cụm đèn bông, 2 cụm đèn bông form mới, mới kiên, không một dấu hiệu là chày xước luôn. Biểu tượng chữ Chevrolet, đi cho em nó là bảng số 79E11054 nha. Biểu tượng của Chevrolet gạt mưa phía sau, nguyên thủy hết từ anh Z luôn. Captiva bản LT, dòng này sẽ trang bị là bô đôi. Bô đôi anh chị nhá, mới chưa, sơn si không một dấu hiệu là chày xước nha bà con. Bình xăng ốp inox nè, doanh nè, doanh cũng ốp inox, kính rin nguyên bản, không đâm va, không cứng đục. Vỏ này còn được 50%, báo luôn nha. Mâm nè, anh chị nhìn nước sơn của mâm nè, không một dấu hiệu chày. Bên Trần Anh dọn xe đảm bảo với cô chú anh chị, không có chỗ nào dọn xe đẹp bằng bên Trần Anh Ô Tô. Em dám tự hào nói lên điều này nhé. Xe cực kỳ là cọp luôn. Máy 2.4 thì đâu đó mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này nó nằm tầm cỡ 11 lít nha. 11 lít. Tùy vào anh chị chạy nha. Tay nắm nè, tay nắm nguyên bản của nhà sản xuất anh chị nha. Tắp bi cửa đẹp như nhau, keo chỉ nè, dán ron, dán ron cách âm hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị. Hai bên những sóng gân nè. Đây, ở trong đây có chất sân dập, xe có xe báo vậy nha. Anh chị coi chốt cửa nè, đẹp chưa, đẹp như nhau. Đây là phần ghế, ghế da nguyên bản của nhà sản xuất nè. Qua thời gian năm tháng nó hơi bị rạn nứt ra, tạo cho em nó có một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời trong cuộc sống. Khay học tùy tay, đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi nè, không thiếu bất cứ một khoản gì nha cô chú anh chị. Một mẫu xe 7 chỗ, trần là trần nỉ nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Bên công nghệ 4.0 vừa mới giao qua cho Trần Anh đây. Anh chị coi keo chỉ trong nách nè, mất phân nào không, không hề mất một phân nào. Nội thất lót sàn sạch sẽ như thế này, khay học để đồ nè, đó, đầy đủ chưa, báo đèn đầy đủ tính năng rồi nhá, ghế sạch sẽ lắm, bốn cánh cửa đẹp như nhau nè, báo đèn đang hoạt động nè, keo chỉ nè, keo chỉ rin nguyên bản của nhà sản xuất, không có đâm vai nha cô chú anh chị. Bề ghế chân nguyên rin như thế này, mẹt tem nè, bảo dưỡng sóng gân nè. Dòng này tích hợp là có ghế chỉnh điện nè, bộ ghế chỉnh điện thông minh đang hoạt động rất là ok. Tay vai nè, phần ghế da mà nó còn xịn như thế này anh chị, gọi là da rin nè, xịn như thế này. Vô lăng đi đôi là vô lăng 4 chấu, không một dấu hiệu là phai mờ. Dòng này sẽ thể hiện là gương từ cục từ mở, gương chỉnh điện, đầy đủ tính năng. Anh chị có tán 7 màu nữa, còn nguyên rin là côn số là đời 2008, không một dấu hiệu phai mờ. Nắp capo cũ số nè, cũ số là may nguyên bản của nhà sản xuất theo gia công nghiệp nha, không một dấu tích gọi là phai mờ nè của chúng chị. Trang bị màn hình tép phần máy, trang bị lóc khóa mở cửa tự động từ xa. Đây anh chị nè, đè nhẹ một phát con máy đã nổ rồi. Đi được 108.799 km, 108.000 nha cô chú anh chị.
Trên đồng hồ không một dấu tích là lỗi lầm. Trợ lực lái nè, trợ lực dầu cực kỳ là đầm. Đây anh chị, từ những thanh chỉnh của đèn nè, cao su nó rim như thế này hai bên nè, đẹp chưa, đẹp như nhau. Trong đây có chế độ là chống trương trường nè, chống trương trường nè, hỗ trợ dốc nè, hỗ trợ ngang dốc. Đây anh chị, hỗ trợ ngang dốc đang kích hoạt nè, tắt nè. Đó, đầy đủ tính năng chưa. Ưu tiên màn hình AC, dàn lạnh kích hoạt nè. Chế độ auto là chế độ tự chọn nha. Máy lạnh mở phải có lạnh ngắt rồi. Trên đồng hồ hiển thị LCD điện tử toàn bộ. Thay học để đồ, tắp lô tắp bi nè, liền lẹt sạch sẽ nha. Không một dấu tích là khoan đục hoặc chém đục đâu. Trang bị e băng túi khí đầy đủ tính năng cho con xe rồi. Nè anh chị coi nỉ ở trong nó rin hết, đèn báo ở trong cốp nè, còn nguyên bản như thế này. Xe chuẩn lắm, chắc chắn là phải đẹp rồi. Bên Trường Anh dọn xe là cam kết với bà con là chắc chắn là phải đẹp nha. Không đẹp không phải là Trường Anh ô tô luôn. Cổ số rin bao da, rin từ A đến Z luôn. Máy móc êm ru, gương từ cục từ mở đây hoạt động nè. Anh chị xem nhá. Đó, gương từ cục từ mở. Dòng này là sẽ hiển thị là xi nhan trên gương chiếu hậu, khay học để đồ, đầy đủ tính năng trên chiếc xe nha. Máy êm ru, hai cặp loa, rin lắm, cực kỳ là xịn sò luôn. Trên chiếc xe nha. Anh đợi em xíu, con Innova chạy về bây giờ nha. Anh ngồi uống nước đợi em. Đây là một người khách lên coi xe đây. Em vừa về mẫu này. Dạ, đang quay clip anh. Khách lên coi mẫu Innova bên Trường Anh. Xíu nữa Trường Anh sẽ tung ra một sản phẩm Innova đời 2010, không có chiếc thứ hai. Xe đẹp chưa? Máy nổ không nghe tiếng động luôn nha. Không hề nghe một tiếng động nào hết. Chất nụi, kính à. Kính trước chủ nhà đã phủ nano, phủ nano bóng mờ hết toàn bộ rồi. Phủ nano để cho anh chị đi khỏi bị chói mắt nha. Đẹp chưa? Mới tinh. Sơn si nắp capo nè, anh chị coi nè. Tôn nè. Thùng mình mỏng tưng. Thùng mình cực kỳ là đẹp. Xe này full hết rồi. 79 kính hòe nha, mùa 1054. Hỗ trợ cho em nó là 2 tia nhúng thi lực anh chị nhá. Đây anh chị nè, hỗ trợ cho em nó là 2 tia nhúng thi lực nè. Nỉ cách nhiệt ở trong nè. Không một dấu hiệu là rách rưới một mọt mạc tem nè. Đó chị coi nè. Chất chưa? Cực kỳ là chắc chắn. Keo chỉ rin lắm. Từ A đến Z luôn. Hai bên là phấn son 7 màu, nó còn cỡ này nè. Hai bên phần thân trụ nè. Đẹp như nhau. Boe cảm biến gió toàn bộ trên chiếc xe nha. Cục máy đang hoạt động đi bà con. Dầu trợ lực, dầu thắng, dầu Amaze đầy đủ tính năng rồi. Hộp bản chỉ dẫn cầu trì full box. Mới len keng luôn nè. Phấn son nè. Không một dấu hiệu đâm vai cấn đục. Dàn trước của em nói là anh chị nè. Mạc tem nguyên bản chưa? Đây là phấn son 7 màu. Hai cụm đèn rim theo xe nhá. Đây là phần nỉ cách nhiệt nè. Trong đây sẽ có cục ABS nó nằm trong đây nè. Có ABS đầy đủ tính năng nha cô chú chị. Không thiếu bất cứ một khoản gì đâu. Cục máy mà sau khi Trần Anh đã dọn dẹp lên thì em nó sẽ đẹp đến 70% thôi. Nỉ cách nhiệt coi. Pin chưa? Chất lượng. Chế độ mở đèn nè, đèn gầm nè. Gương chỉnh điện, máy lạnh đang mở, lạnh ngắt. Nội thất cực kỳ là sang chảnh nha. Hai cụm đèn halogen nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Mới lên keng luôn là anh chị nè, ốp inox hết toàn bộ rồi. Xe này bên Trường Anh bao lỗi cho cô chú anh chị nha. Bao lỗi, phát hiện một chỗ lỗi tặng luôn con xe. Chơi như vậy nó phải sốc anh chị ạ. Doăng rin hết toàn bộ cốp sau nè. Hai cụm đèn bông nguyên bản là mới tinh. Anh chị trải nghiệm phần cốp nè. Đẩy em nó lên là một tầm cao mới nhất định nha. Tay nắm nè. Anh chị coi nè. Đinh bấm nhựa nè. Rin chưa?
pin lắm. Hai bên nè, phấn son của tia nhúng tia lực nó còn nguyên bản như thế này. Đây là phần nỉ nè, bài con có thể gấp ghế lại nha. Dòng này thì có thể gấp ghế lại. Và phía sau là chúng ta sẽ có một khoang chứa đồ cực kỳ là rộng, cực kỳ là đẹp luôn. Tẩu sạc thuốc nguyên bản phía sau như thế này. Những vân ga dưới đây an toàn nè. Đèn nè, đèn là như bị cháy rồi phải. Hai bên nè, đẹp chưa? Có đồ xe cua đầy đủ nhá. Anh chị coi nè, từng những con tán nó đẹp cỡ này. Đây là góc khí cạnh để bà con nhìn ở phía sau nha. Những sống gân nhựa còn nguyên rin nè. Hai bên nè, đẹp như nhau, chất lắm. Bên em sẽ tung ra những mẫu xe đẹp nhất về phục vụ cho bà con cô bác luôn nha. Bốn cánh cửa đẹp như nhau nha cô chú anh chị. Nội thất sang trọng chưa? Từ phần tắp lô những cái vẽ nhém kèo nó đẹp như thế này nè. E băng cứ khí nè. Ốp giả gỗ hết toàn bộ rồi nè. Lót sàn sạch sẽ chưa? Sạch sẽ lắm. Đó, ghế là ghế da nguyên bản của nhà sản xuất nha. Đây là lớp da nguyên rin nè. Chốt cửa anh chị coi là mới tinh luôn. Chuẩn chưa? Xe này giờ đây cô chú anh chị không mua, cô chú anh chị mua xe gì? Giá cực kỳ là hợp lý. Hai bên sống gân nè, không một dấu hiệu đâm va và móp méo trên chiếc xe. Ghế nội thất bấm nhựa nguyên rin nè. Hướng dẫn toàn bộ bà con cách coi xe một chiếc xe đẹp nha. Để về che nắng che mưa thôi. Anh chị đam mê về dòng Captiva này thì alo cho em. Trần Anh xin nhắc lại, Trần Anh bán hàng salon công ty ô tô, bán hàng độc lập, không liên quan tới bất kỳ một ai hết nha cô chú anh chị nha. Mua anh chị mua xe làm việc trực tiếp với Trần Anh ô tô, giá cả em bớt mạnh tay cho cô chú anh chị luôn. Và đồng thời máy móc bảo hành 6 tháng luôn, cho bà con cô bác thoải mái nha. Anh chị nào thích mô tô Trần Anh rẻ luôn. Đây con mô tô nè anh chị. Đây là mô tô siêu cọp của Trần Anh nè. Thích em rẻ luôn nha. Em không có thích đi mô tô cho máy. Trải nghiệm ngay phần gầm cùng với Trần Anh ô tô nhé. Đây là phần gầm xe. Gầm nè, anh chị thấy cái gầm không? Đó, gầm bệ nè. Không có dấu hiệu là mục mọt nha anh em. Xe đẹp như nhau nha. Gầm mới tinh. Đó, phần gầm nè. Chất chưa? Đây là thanh đè, đè vàng nha, đè vàng ở dưới gầm, mới tinh nè. Có mục không? Đó, không dấu hiệu là mục một. Nhớ đăng ký channel bên Trần Ô Tô nhé, ủng hộ cho Trần Anh để Trần Anh có cập nhật và rất là nhiều xe phục vụ cho bà con cô bác trên 63 tỉnh thành luôn ạ. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này. Em see you and goodbye nhé.